Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này thì có thông số như sau: diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này gần như hoàn thiện được gần như là 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Đặc biệt vị trí của ngôi nhà này thì là rất là gần với lại bể bơi Kiến Hưng, rất là gần với lại chợ Hà Đông, rất gần với lại cái trục đường Sa La Nguyễn Xiển. Và đặc biệt tiếp theo của ngôi nhà này là chủ đầu tư có tặng đồ nhà nội thất cho mình là một bộ bàn ghế, giường, tủ cũng như là có hai chiếc điều hòa nữa nha mọi người. Hướng của căn nhà này thì là hướng đông bắc, rất là mát. Ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi lại 50m thôi. Đây, như mọi người có thể nhìn thấy ở đây, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, có ban công rất là thoáng và hướng là hướng đông bắc mọi người nha. Giá chào bán 2.600.000.000 đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với cái căn nhà này quý vị có khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền mặt thôi, 1 tỷ đồng tiền mặt là quý vị đã có thể sở hữu cái em này rồi. Và phần còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người vay trong vòng tối đa là 20 năm và tối thiểu là 3 năm. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà thì vui lòng gọi điện cho em nhé. Với cửa chính của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thấy, thiết kế toàn bộ là chất liệu inox 304, thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là inox và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đó, diện tích của ngôi nhà này 30m² và mặt tiền của ngôi nhà là 3m4 quý vị nha. Đây là phần tầng 1, phần phòng khách của ngôi nhà. Thì ở đây thực tế là quý vị có thể nhìn thấy luôn, nhà thì vẫn còn một chút về phần dọn dẹp nữa là xong mọi người ạ. Đó, nhưng mà Ngọc Ánh cứ quay gửi tới quý vị trước nha. Giá căn nhà này thì cũng rất là hợp lý. Đó, có tặng đồ nội thất này, kệ tivi này, và toàn bộ phần phòng khách là được chủ đầu tư ốp trang trí rồi cho mình nha. Rất là đẹp đúng không ạ? Tặng quạt trần này, cũng như là cái hệ thống trần thạch cao ở đây mọi người có thể quan sát luôn. Là hệ thống trần thạch cao cũng thiết kế nó chỉn chu mọi người ạ. Có ốp gỗ xung quanh luôn. Ngoài phần phòng khách thì ở đây tầng 1 còn thiết kế một cái căn phòng bếp nữa. Và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Nhỏ xinh nhưng mà cũng đầy đủ tiện ích. Với cái diện tích 30m² thì nó không phải là quá lớn. Bởi vậy cho nên là cái công năng của nó thì không thể như là những cái căn nhà rộng được mọi người ạ. Và cái căn nhà này thì chủ đầu tư chỉ gọi là đáp ứng tối đa cái công năng thôi. Có phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ cũng như là hệ thống ở trên thì lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới mọi người nha. Còn đây là cái không gian phòng bếp. Thì tủ bếp ở đây là tủ bếp thiết kế là tủ gỗ ăn cường và toàn bộ là chống cong quay mối mọt nha mọi người. Bền bỉ với thời gian và cái màu sắc thì cũng rất là ok đúng không ạ? Cái màu sắc thì rất là nhã nhặn. Quan trọng nhất là cái vị trí thôi. Đó. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm thì đều được lắp đặt đầy đủ này. Vòi rửa, chậu rửa này. Đó. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh mọi người nha. Đấy, mặc dù là 30m thôi nhưng mà tầng 1 vẫn có phòng vệ sinh. Đầy đủ về hệ thống bồn cầu, lavabo, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngoài ra cái như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nước ở đây là sử dụng nước sạch sông Đà. Trên tầng 5 của ngôi nhà đã có bồn một khối và dưới ở đây tầng 1 của ngôi nhà là có bể ngầm rồi nha. Và trong phía phòng vệ sinh tầng 1 thì đã có máy bơm nước tự động lên trên để sử dụng rồi. Mặt bậc của bậc cầu thang toàn bộ là ốp đá đen trắng và tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ lim Nam Phi. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Bốn của ngôi nhà là mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Toàn bộ hành lang đi vào rất là rộng. Hành lang đi vào phía trong cái căn phòng này nó khoảng tầm 1m2 và được lát sàn gỗ nha mọi người. Đó. Và phòng ngủ của ngôi nhà đây. Đây ạ. Như mọi người có thể nhìn thấy, Ngọc Ánh cũng chia sẻ rồi, có ban công hướng ra phía bên ngoài. Rất là rộng. Đó. Mở được ra bên ngoài nha mọi người. Hướng nhà là hướng đông bắc cũng rất là mát. Đấy, chủ đầu tư tặng luôn là điều hòa này, rèm cửa này, giường này, kệ bàn phấn này. Và mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đứng từ cái vị trí mà camera mà hướng tới phía Ngọc Ánh ở đây thì chủ đầu tư sắp xếp cũng khá là hợp lý đấy mọi người ơi. Ở đây mà quý vị có lắp thêm một cái tủ đuổi đồ nữa thì là ok đúng không ạ? Toàn bộ ở đây là đều lát sàn gỗ. Giường ở đây thì giường kích thước là 1m8, 2m nha mọi người.
Và phía ngoài có một phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh ở tầng 2. Đầy đủ hệ thống sen cây này. Đó, sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu này, quạt hút mùi này, hệ thống lavabo bàn đá. Đó. Có nước rồi nha mọi người. Căn nhà này thì chỉ việc dọn một chút nữa là xong và về ở ngay. Cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào thì mời quý vị theo xem Ngọc Ánh nha. Đây là tầng 3 nha quý vị, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng vậy. 2, 3, 4 là mỗi tầng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây. Và ban công ở trên này mọi người nha, có mở ra được. Wow, mọi người nhìn thấy không? Phòng này mà nhà nào mà có vợ chồng anh chị nào mà có kiểu con nhỏ thì căn nhà này khá là đẹp. Cái phòng ngủ này chắc là các em bé sẽ rất là thích đây ạ. Với căn nhà này thì tặng hai điều hòa mọi người nha, tặng hai điều hòa, hai giường cũng như là đây hai cái bộ rèm và cái bộ phòng khách, cái bộ bàn ghế ở dưới phòng khách như Ngọc Ánh chia sẻ thì tất cả bán theo hiện trạng ở trên video mọi người nhìn thấy nhá. Đó, phòng vệ sinh tầng 3. Đó, tương tự như tầng 2. Hai phòng ngủ rồi, vậy tầng 4. Vậy tầng 4 thì như thế nào? Mời mọi người theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và tầng 4 của ngôi nhà nha mọi người cũng được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Như vậy thì tổng của ngôi nhà này là có 3 phòng ngủ riêng, 4 phòng vệ sinh. Mọi người nha. Mọi người nhớ hộ Ngọc Ánh nha. 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Tất cả các tầng đều có phòng vệ sinh. Đó. Đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Và phần còn lại của ngôi nhà là tầng 5. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và tầng 5 của ngôi nhà thì bước chân lên trên phía tầng 5 mọi người có thể nhìn thấy ở đây rất là sáng đúng không ạ? Bởi vì ở đây có một ô giếng trời để lấy sáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang. Trên tầng 5 thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, có cửa sổ đầy đủ mọi người nha, rất là thoáng và rất là rộng. Riêng cái trên tầng 5 này thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ, thay vào đấy là lát gạch kích thước 60-60. Và ở đây là có một cái ô đây để đi lên trên phía tầng thượng, như Ngọc Ánh chia sẻ là ở trên này có cái bồn nước một khối rồi. Đó, cầu thang đi lên. Cuối cùng, đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Đây là phần sân phơi. Như mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Ở đây rất là dân cư thì rất là đông đúc. Vị trí thì đi ra tới trung tâm Hà Đông cũng rất là gần. Giá chào bán của khu vực thì cũng vô cùng hợp lý. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa và cụ thể hơn thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn like ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.